đây là chiếc ghe biển này, mới đi biển về này. Đây là một chiếc tàu. Đây là chiếc tàu container này. Rất là to luôn. Đang chạy với một tốc độ khá là nhanh. Thì ở đảo Phú Quý thì có đường biển quốc tế, nên có rất là nhiều tàu container đi ngang đảo Phú Quý các bạn. Tàu vẫn đang chạy với một tốc độ khá là nhanh luôn. Tàu chở container mà chạy với tốc độ như thế này là rất là nhanh này các bạn. Thường thường thì những loại tàu chở container nó chỉ chạy khá là chậm luôn. Tiếp tục tăng tốc về phía trước. Đây là tàu ở nước nào mình cũng không rõ luôn. Tàu khá là to luôn. Tiếp tục tiến về phía trước này, chạy với tốc độ khá nhanh các bạn. Đây là mô hình tàu chở container. Chạy theo hướng này thì sẽ đi vào đất liền. Đây là những chuyến hàng hóa này đang có chạy vào trong đất liền. Chiếc tàu tăng tốc khá nhanh các bạn. Khá nhanh ạ. Tàu container mà chạy với tốc độ như thế này là khác. Từ trước tới giờ mình cũng đi quay một số tàu container, nhưng mà tàu chưa thấy chiếc tàu nào mà chạy tốc độ nhanh như thế này. Tiếp tục vẫn giữ một tốc độ rất là nhanh để tiến về phía trước.
đây lúc này thì có những chiếc ghe nốt này. Giữ một tốc độ khá là nhanh luôn. Phía trước của màn hình mình là một chiếc ghe nốt. Cũng đang tăng tốc rất là nhanh luôn này. Những hình ảnh được quay tại đảo Phú Quý rất là đẹp luôn. Đang giữ tốc độ cao để chạy vào bến này. Tàu container vẫn đang tiếp tục tăng tốc rất là cao luôn. Lúc này thì hình như vận tốc của chiếc tàu đã giảm lại các bạn. Phía xa thì cũng có những chiếc ghe nốt đang có câu cá nơi chiếc tàu đi qua này. Rất là to luôn. Vâng, như vậy là những hình ảnh các bạn vừa xem là còn cảnh chiếc tàu container đang chạy với một vận tốc rất là cao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và nhiều sức khỏe.